Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên với các bạn xem một lô xe nhập với nhiều mẫu mới đẹp xịn sò nha các bạn. Bạn nào không có thời gian xem video thì có thể lên trang web sangdagiannghi.com xem mẫu và giá cho nhanh cũng được. Giờ mình sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cây trong lô lần này cho mọi người xem nha. Rồi đầu tiên ở đây là mình sẽ về một cái bụi sỏi nha các bạn, màu rất là đẹp như thế này rồi. Đó, sỏi chắc là miu các bạn. Cây này là nó lên màu cam đỏ này, cánh ngắn nha. Một gốc nha các bạn. Cây sỏi này một gốc nhiều đầu nè, nó cũng full chậu rồi. Giá thì cũng rẻ thôi, 70.000 một chậu sỏi miu này nha. Đó, các bạn thấy không? Chậu nào là cũng xum xê đẹp hết rồi, cánh ngắn lên màu ngon lành nha. Rồi qua bên đây là mình sẽ có một lô hồng điệu tím nha mọi người. Đó, cây này là cánh nó y chang cây hồng điệu và lên màu kiểu tím hồng nha. Tầng lá thì các bạn thấy rất là dày nè, nó form búp nha. Nó quá trời tầng lá phun chậu rồi. Đó, nhìn búp sen cũng rất là đẹp. À, cũng to các bạn. Cây này giá là 150.000 nha, 150.000 cho cây hồng điệu tím này. Đó, cây này lên cái chậu đài bẹt bẹt nữa là hơi bị đẹp luôn á. À, mình trồng dưỡng thêm một thời gian nó đều phấn các bạn, là nó có phấn phấn nhiều này. Đó, mình dưỡng đều phấn và lên màu tím hồng nữa là ngon lành luôn nha. Rồi tiếp theo bên đây là mình sẽ có đá cam nha các bạn. Đá cam giống mới. À, cái bụi này mình thấy có cây có một gốc này các bạn. Đó, bữa nay về cái loại một gốc mà mình quan sát hình như có cây có chậu nó hai gốc đó các bạn, mà có chậu nó một gốc. Đó, tại không xả ra nên là có mấy cây mình thấy nó giống như là hai gốc. Đó, không biết phải không, nó bụi thì cũng to đẹp rồi nha các bạn. Đó, một nó như chậu này là một gốc luôn nè. Đó, loại này sẽ lên màu đẹp nha, giá là 70.000 một chậu thôi cho cây đá cam giống mới này. Cây thì nó cũng già hết rồi, nó màu thì ngon lành nha, 70k. Rồi còn ở đây là mình sẽ có Murasaki với bạn. Murasaki này về lại cây thụ này, thụ một gốc nha các bạn. Đó, dưới thì nó còn có đẻ cây con nữa, cây cũng rất là già rồi. Nó loại này lên màu hồng đẹp dễ trồng các bạn. Đó. Giá thì cũng rẻ, cái này 70.000 một cây nha, cho cây Murasaki gốc thụ này. Nó 70.000 thôi, cây nào thì nó cũng hầu như là có cây con hết rồi các bạn. Đó. 70k cho cây Murasaki nha. Rồi tiếp theo ở đây là mình sẽ có sỏi trứng cá các bạn. Sỏi trứng cá hôm nay mình thấy nó cũng rẻ nhiều rồi các bạn. Đợt trước toàn trăm hai trăm ba không, đợt này thì có 100.000 một chậu thôi, cũng xum xê rất là to này. Nó cây này lên màu thì nó kiểu lên màu kiểu vàng cam nha các bạn. Nó lên màu nhiều thì nó sẽ lên cam đỏ luôn ấy. Cây thì các bạn thấy nè, nó những cái cọng thân này nó đã rất là già rồi, bụi cũng phun chậu rồi các bạn. Nó cánh ngắn mập nha, nhìn rất là xinh luôn. Giá 100.000 một bụi sỏi trứng cá. Rồi tiếp theo ở đây là mình có đá đỏ nha. Đá đỏ thì chắc nhiều bạn biết rồi, nhưng mà đây là hàng một gốc nha các bạn. Đó, đá đỏ thường các bạn mua hàng Đà Lạt đồ thì nó rất là nhiều gốc chứ không có cây một gốc đâu. Còn đây hàng nhập nè. Đó, hàng nhập cây cũng già khỏe nè. Gốc các bạn thấy không? Rất là chất lượng luôn nha. Cây một gốc ngon lành. Cây này bụi này cũng tầm chắc 17-18 cm. Đó, nhiều đầu nha các bạn. Giá là 130k cho cái bụi đá đỏ một gốc này. Nói chung đây là cây dễ trồng rồi, ai cũng trồng được cái loại này. Nó trồng phun nắng mưa cũng được nha. Đó. Rồi tiếp theo ở đây là mình sẽ có sen đá va nha các bạn. Đó, đá va bữa nay về lại cái bụi bự nè. Nó mấy bữa trước về mà nó hết các bạn. Đó, bụi bự xum xê nè các bạn thấy không? Đây những đầu đục biến hết các bạn. Đây những đầu đục biến một phần nè. Nó sẽ lên màu kiểu vàng cam nha các bạn. Đó. Cái này bụi một gốc luôn nha. Nó bụi một gốc và nhiều đầu phun chậu. Nó giá là 200.000 một bụi đá va nha các bạn. Mấy đầu đục biến này các bạn. Xum xê, ngon lành. Đá va là một trong những loại sen đục biến mà cũng dễ trồng đấy. 200.000 một chậu như thế này nha, to đẹp. Rồi tiếp theo qua bên đây là mình sẽ có Aeonium Crest nha bạn, Aeo tím Crest. Nó thân thì các bạn thấy là rất là già rồi. Nó bữa trước mình có về một lô mà nó hết các bạn, bữa nay mới về lại cái lô 300.000 mà to đẹp crest ngon lành luôn nè. Bữa trước về một phát đăng lên vài tiếng sau rồi nó hết mất tiêu rồi. Các bạn thấy thân nè. Đó, crest lên màu tím đồ cũng ngon lành rồi. Đó, mặt hoa nó nhìn như một bó hoa bự. 300.000 một chậu nha các bạn, Aeonium tím crest. Đó, mặt hoa này các bạn, phần crest này. Đó. Rồi còn bên đây là mình sẽ có thạch bít nha các bạn. Thạch bít mini. Cây này sẽ lên màu đỏ nha. Lá nó sẽ lên màu đỏ đỏ kiểu này. Gốc thì già thụ một gốc nha các bạn.
Đó, cây nào cũng bự, mà đợt này mình thấy nó cũng rẻ, 120 một cây thôi, 120 một bụi, rất là bự luôn này. Đó, màu đẹp, loại này dễ trồng nữa. Đó, cây thì già thụ rồi. Rồi còn ở đây là mình sẽ có sỏi anh đào các bạn, sỏi anh đào nay về cái size bự này, size bự mình thấy cũng rẻ, chưa tới 200 nghìn cho cái bụi bự này nữa. Đó, bụi nó là các bạn, để nó hơi sát lấy ra cho các bạn xem nó dễ hơn. Đây một bụi nha các bạn, loại này các bạn thấy là đặc trưng là cái lá nó sẽ lên loang loang hồng hồng, càng lên màu là lên màu hồng đỏ càng nhiều nha các bạn. Nó bụi à, mình quan sát như cũng một gốc á. Nó còn khi các bạn mua thì mình sẽ xả ra để kiểm tra gốc rễ cho các bạn thì nó sẽ chính xác hơn nha. Đó, bụi to đẹp, lá thì mọc đẹp rồi, nó giá 150 một chậu nha các bạn. Bụi này cũng rẻ nhiều rồi, bụi này bình thường 200 mà nay còn 150 à, 150 cho một chậu sỏi anh đào. Rồi tiếp theo bên đây là mình có một loại sỏi nha mọi người, nó một sỏi. Loại này thì lá nó sẽ có màu trắng nha, màu trắng và nó lên màu sẽ lên màu tím tím các bạn. Đó, bạn thấy là nhiều cái đầu lá nó lên màu tím tím nữa. Cây này cây một gốc nha bạn, có nhiều cây con phía dưới này, gốc rất là già luôn. Đó, quá trời đầu luôn nha các bạn, full chậu rồi. Đó, loại sỏi này thì có giá là 320 nghìn các bạn. Những cây này thì mình thấy người ta trồng đất cũng xịn sò các bạn, nhiều Masato này. Đó, cây rất là khỏe luôn, là mình thấy nó cũng kiểu là hợp với xứ nóng rồi đấy. Đó, giá là 320 nghìn cho một bụi sỏi này nha. Đó, rồi tiếp theo là mình sẽ có cây Fancy Crest nha các bạn. Fancy Crest thì đợt trước mình có về cái cây mà nó kiểu nằm sát sát đất á, đợt này về cái cây thụ già hơn nha. Đó, các bạn nhìn vô cái phần gốc này, gốc nó đã cao lên rồi chứ nó không còn nằm sát mặt đất nữa nè. Đó, cây gốc cũng già nữa, nó hầu như cây nào gốc nó cũng đã cao lên rồi nha. Đó, các bạn thấy là nhìn cái mảng nó rõ ràng hơn. Đó, loại này sẽ lên màu kiểu vàng cam các bạn. Đó, có mặt hoa đồ này. Đó, giá của cây Pansy Crest này là 150 nha bạn, 150 cho cây Pansy Crest này. Đó, cây này có gốc rồi thì nó sẽ nhanh ra kiểu bonsai hơn, các bạn trồng vô cái chậu cao cao cho nó tẻ ra hai bên đó. Đó, nó tẻ ra hai bên nè, mình trồng vô cái chậu cao nữa là coi như là hơi bị đẹp luôn. Đó, 150 nghìn một cây nha. Tiếp theo là mình sẽ có mận hồng đào nha các bạn. Mận hồng đào thì bữa nay mình về cái size to hơn được trước nha các bạn. Đó, cây thì cũng kiểu già thụ bụi một gốc nha, trồng đất thì cũng nhiều đá rồi. Đó, loại này cũng dễ lên màu các bạn, nó sẽ lên màu kiểu tím đỏ nha. Đó, từ tím cho tới đỏ, lá thì mini mọc thành một bụi như này, cũng theo mình thấy thì giống này cũng dễ trồng các bạn. Có một bụi mận hồng đào như thế này có giá là 130 nghìn nha, 130 nghìn cho bụi sỏi anh đào này. Hết lộn, mận hồng đào là cái nhầm ấy. Đó, rồi tiếp theo là mình sẽ có su do nha bạn. Su do mà bữa nay có cái loại đột biến nha, và cây cũng rất là to, mình thấy giá nó cũng rẻ nè các bạn. Nó bụi su do đột biến to đẹp này mà chưa tới 200 nghìn, thấy không, đang lên mấy cái sọc vàng vàng là đột biến nha các bạn. Cái này mà lên màu nhiều là đẹp, hơi bị đẹp luôn đấy. Đó, bụi thì mình quan sát là chắc là một gốc đấy. Đó, nhiều đầu các bạn, cũng full chậu rồi, giá thì là 180 nghìn một chậu nha, 180 nghìn một chậu su yon ra này. Đó, su yon ra 180 nghìn nha. Đó, những cái đầu đột biến rõ ràng rồi các bạn. Đó, 180 nghìn chia tới 200 nghìn cho cái bụi sen đột biến ngon lành này nữa. Rồi qua bên đây là mình sẽ có một giống mới nha các bạn. Cái cây này thì mình thấy nó gần gần như là bánh bông lan ấy, nhưng mà cái đỉnh lá nó nhọn nha. Mình thấy cái đỉnh lá của bánh bông lan thì nó không có nhọn bằng cái đỉnh lá cây này, nó màu thì lên na ná như là bánh bông lan, nó lên màu hồng đẹp, bụi già thụ một gốc nha các bạn. Đó, nhiều đầu này, loại này lên màu hồng đẹp đó các bạn, cái đỉnh lá như là cái vuốt nhọn á, nó quá trời đầu luôn nè. Nó loại này thì giá 150 một chậu nha các bạn. Đó, cái này lên chậu nữa là ngon lành luôn đấy. Cây này cũng già thụ hết rồi, gốc rất là già, cây một gốc luôn á. Nó 150 nghìn nha. Rồi đây là mình sẽ có thêm một cây đột biến mà bữa nay cũng rẻ nè các bạn, rẻ đẹp luôn á, bánh trung thu nha. Bánh trung thu va nè, các bạn thấy không, va rất là đều. Đó, gốc này có cây con phía bên dưới luôn. Đó, màu nó sẽ khi lên màu cam đỏ nhiều hơn nha các bạn, hiện tại đang màu hơi vàng vàng cam cam đấy. Đó, thấy không, trung thu va mà bình thường cây trung thu bình thường đó là đã 80 nghìn, mà trung thu va nay cũng 80 nghìn luôn. Đó, cái size này đợt trước như mình bán 120 130 các bạn, hôm nay còn có 80 nghìn nè.
nó có đầu đặc biệt hết các bạn thấy không. Đó, form lá bút đẹp, tầng lá nhiều này. Đó, 80.000 một cây thôi nha. Đó, bạn nào thích trung thu va thì có thể săn trong lô này, sẽ đẹp luôn, 80k. Rồi cuối cùng là mình sẽ lên cho các bạn một thùng sen mít nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thùng rất là sặc sỡ luôn, đa số là giống xịn hết nha các bạn. Giống xịn và cây nó cũng rất là già nữa. Nó form búp cây già. Đó, ở đây trong một thùng này sẽ có 41 cây chứ ạ, 41 cây. Và giá của nguyên thùng này là 1.300.000 miễn phí vận chuyển nha các bạn. Đó. 1.300.000 miễn phí vận chuyển cho cái thùng mà 41 cây toàn xịn sò già này. Nó tính ra thì có ba mấy ngàn một cây thôi. Đó. Bằng sen chung thôi mà các bạn sẽ được sở hữu nguyên một thùng coi như là bằng cây xịn già này chứ. Dễ trồng luôn nha các bạn, mấy cái già già này dễ trồng lắm đấy. Dễ trồng hơn sen chung nhiều. Đó. Một thùng 41 cây, 100 cái lộ 1.300.000 miễn phí vận chuyển. Rồi đó là những cây trong video lần này mình muốn giới thiệu cho mọi người xem nha. Các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc số điện thoại phía bên dưới. Đừng quên đặt hàng sớm mình được cây ưng ý nhất nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau nhé.